Xin chào mọi người, tiếp tục chuỗi video về tip and trick. Hôm nay mình sẽ dạy mọi người cách tạo và sử dụng Seaborn trong Rolling Inventor. Seaborn thì nó sẽ nằm ở trong đây ha. Seaborn nó sẽ nằm trong đây. Seaborn nó sẽ có hai cái định dạng, đó là một file ở trên local của cái file này hoặc là trong thư viện các bạn có thể sử dụng. Ví dụ như ở đây mình thư viện ha. Cái file thư viện cũng là do mình tạo thôi các bạn, chứ không phải là nó sẽ có sẵn ha. Ví dụ như mình đã tạo hai cái file thư viện của mechanical và furniture. Ví dụ như mechanical đi. Thì đây mình sẽ có một cái bảng thông số của bánh răng này, hoặc là bánh răng cơ gì đó. Đó, các bạn điền thông số vào RZ module bao nhiêu này, bánh răng, số răng, các thứ. Các bạn có thể điền vào và các bạn để cái bảng ở đây. Đây, đồng cái này đi. Góc này, góc trên, góc dưới. Đấy, và mình lấy cái symbol. Hoặc là các cái này. Ví dụ những cái này đi. Đây. Đấy, các bạn có thể để góc này từ 0.2 cộng 0.2, giả sử thế. Đây, symbol hoặc là trong furniture. Đây là mình đang sử dụng sẵn ha. Sử dụng sẵn những cái mình có. Đây, furniture thì hay là cái những cái veneer này. Veneer để như này. Muốn thay đổi chiều này. Thay đổi chiều thì cho nó thay đổi. Thay đổi 90 độ này, quay lên này. Còn muốn quay xuống thì 180 này, này. Đấy, quay ngang này. Tiếp tục này, 270 này. Thì nó sẽ xoay. Còn các bạn có thể thêm các cái khác, ví dụ như logo của mình. Đây, veneer logo này. Logo. Đó, như này đang bị xoay này. Nó đang bị xoay thì các bạn chỉnh lại thôi. Kích vào và chỉnh lại cho nó thành 0 độ. Đấy, đơn giản thôi đúng không các bạn? Tạo cái điểm này, kéo. Và các bạn có thể thay đổi là cái scale các thứ luôn. Rồi. Thì đây là mình đang sử dụng cái có sẵn, mình tạo sẵn. Thì bây giờ làm thế nào để mà tạo những cái này? Ok, mình sẽ dẫn các bạn ha. Sẽ vào cái template của ISO mặc định đi. Đấy, phần này. Thì các bạn coi thử trong cái file này chắc chắn nó sẽ không có gì. Nhưng mà các bạn vẫn sử dụng được cái của thư viện. Cái thư viện này mình đã set rồi thì các bạn vẫn sử dụng được. Nếu mà các bạn đã set up ha. Ok, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn cách là set up trên cái file local và đẩy vào thư viện như thế nào. Ví dụ như bây giờ mình muốn setup một cái file thì các bạn có thể kích chọn vào đây và bấm Define. Hoặc là các bạn bấm vào cái tab này, tab Annotate và các bạn chọn cái này ha. Rồi, mình sẽ dẫn các bạn đầu tiên là tạo một cái veneer đi. Nếu mà veneer thì các bạn vẽ một cái đường line này. Kích thước thì mình để tương đối thôi. Các bạn nào cần thì nhập cho chính xác ha. Còn đây thì mình nhập tương đối. Đây mình nói lại này. Veneer, chọn đường này. Chọn đường này, apply, done. Đấy, veneer như này. Chỉnh cho nó nhỏ nhỏ lại một xíu cũng được. Rồi, ok, trong cái đường veneer như thế này xong rồi đúng không? Xong bây giờ các bạn coi thử cái boy, nó đang lấy cái boy ở đâu. Ví dụ như đây ha, cái boy này. Cái boy này thì bây giờ nó sẽ lấy. Mình sẽ lấy cái boy này đi. Đây, cái boy này. Ngoài ra, thì chỗ này veneer thì các bạn có thể là chỉnh cái layer. Layer ở đây chắc là chưa xét đâu, nhưng mà mình sẽ lấy cái đường bên centerline đi. Đây, giả sử vậy. Rồi, mình sẽ đi đó là custom. Veneer. Đây, giả sử mình ghi vậy. Thì đây là mình đã tạo ra một cái veneer này. Mình muốn lấy ra này, mình chỉ cần kích chọn nó và bấm insert, kéo ra. Đấy, nó sẽ phụ thuộc vào cái điểm các bạn. Các bạn thấy cái điểm mình cầm không? Điểm cầm. Thì các bạn có thể là xác định ở giữa cũng được, hoặc là đây cũng được ha. Rồi, các bạn muốn thay đổi thì các bạn chỉnh vào. Muốn sửa nó này thì bấm vào đây sửa. Đây, các cái boy, giả sử đang lấy cái boy này đúng không, không cần cái boy này thôi bỏ đi. Giờ mình sẽ lấy lại cái boy ở giữa. Đây, mình lấy cái boy này, click vào đây và mình xác định cho nó cái boy này, cái boy này lưu vào. Bây giờ mình insert ra thử này. Đấy, các bạn thấy không, nó đang cầm ở giữa này, rất là cụ thể cho các bạn đấy ha. Ngoài ra thì các bạn có thể là sử dụng thêm các cái biến text. Ví dụ như mình ở đây này, nay mình có sử dụng cái này này các bạn, insert. Nay mình có sử dụng cái kiểu như này, hoặc cái revision đi, cái revision như này đi. Đó, thì mình có đặt cái biến ở đây để mình nhập cái giá trị. Giả sử đây mình ghi là revision 1 này. Đó, mình có nhập ở đây. Thì các bạn cũng có thể sử dụng cái biến text ha. Trong cái phần học về tạo biến text các thứ là các bạn biết rồi ha. Biết các thuộc tính trong đây rồi, mình sẽ không hướng dẫn lại nữa, mất thời gian ha. Để thay đổi thì đơn giản thôi, click vào đây. Đó, bấm chuột phải và chọn Edit Field. Giả sử đây đổi thành
hai, thì nó sẽ thành hai, rất là nhanh đúng không các bạn? Đó, ở đây thì mình đã tạo rồi, bên này có. Bây giờ các bạn muốn cho những cái biến này này, cho cái biến này vào trong thư viện thì đơn giản các bạn chỉ cần chọn cái này, rồi ấn lưu vào thư viện. Lưu vào thư viện thì ở đây các bạn có thể là lưu vào trực tiếp trong cái file này, hoặc các bạn tạo một cái file mới custom theo ý các bạn. Đấy, ấn lưu vào. Thì bây giờ là trong thư viện đã có luôn cái file các bạn vừa mới tạo. Ví dụ insert vào này. Đấy, thư viện. Đây. Không sao. Đây. Rồi. Đấy, đây. Bạn thấy chưa? Custom này. Hoặc là các bạn tạo trong một cái template mới đi. Hoặc là sang file này cũng được. Sang file này này, các bạn ấn insert này. Insert thì như nãy mình nói đó, các bạn có thể chọn trực tiếp trên đây cũng được. Đây. Rồi, thì đấy là cái phần chia sẻ của mình ha. Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích thì like, share giúp mình. Hẹn mọi người các video tiếp theo.